Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thực hiện công điện số 750 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và các nội dung tại kế hoạch số 299, số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container để nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời xử lý phù hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư khẳng định, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông có lúc có nơi chưa chặt chẽ, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững. Để đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu tình hình mới, chỉ thị đề cập 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trước hết là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông tư số 14 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đã sửa quy định về các trường hợp đặc biệt khi di chuyển phương tiện trên đường sắt. Theo điều số 14 thông tư số 14 năm 2023, phương tiện chưa đáp ứng điều kiện tham gia giao thông đường sắt vẫn được phép di chuyển trong 3 trường hợp đặc biệt sau. Di chuyển để kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật của phương tiện trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác, vận dụng. Di chuyển từ vị trí tập kết này đến vị trí tập kết khác để cất giữ, bảo quản. Di chuyển phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp về quốc phòng, an ninh khi có yêu cầu. Trước đây, quy định phương tiện di chuyển trên đường sắt thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Sau đây là thông tin tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 1 vụ so với tuần trước, làm chết 10 người, bị thương 9 người, hư hỏng 27 phương tiện giao thông. Tai nạn giao thông xảy ra trên các địa bàn Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bầu Bàng, Bến Cát, Dầu Tiếng. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát, điều tiết, phòng ngừa ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm tại các giao lộ trọng điểm. Qua tuần tra phát hiện 1.017 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, tước 124 giấy phép lái xe, tạm giữ 267 phương tiện, 318 giấy tờ các loại, xử phạt 987 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng.